Rồi để tiếp tục cái video trước sau khi chúng ta đã móc cái cần vắt này lên rồi. Anh nhìn coi nó có vô cái kẽ giữa không? Cái trường hợp nó rơi tuột ra ngoài rồi nó không có chạy, nó lọt vô kẽ vậy đó. Thường thì hàng gửi đi em có gút xị gút dưới đây, chúng ta treo lên xong rồi chúng ta cắt nha. Con này em gửi khách luôn rồi, sẵn em làm hướng dẫn cho anh chị xem luôn. Cắt mấy gút xị gút này ra, treo lên mình hả cắt, thôi mình cắt trước nó xúc thì xích nó tuột ra khỏi đường dây, mình mới máng tạo lên. Giờ đồng hồ của nó ngay chưa? Động khiêu quá lắc cho nó chạy. Mình nghe tiếng ngựa của nó đều không? Tiếng ngựa đều nè. Nó nghiêng cái thùng là tiếng ngựa nó sẽ khác. Nó không đều nó chạy hồi là nó chết. Tiếng này tiếng không đều. Nhưng đẩy lại. Tạ này thì mỗi ngày nó sẽ gịch sẽ ghi xuống dưới, lên tạ là một tay mình nâng tạ này lên, một tay mình cầm dây xích này mình kéo. Giờ em kéo tạ, một tay mình nâng lên. Bên đây cũng vậy, tay kéo tạ, tay kéo dây, tay nâng tạ cho nó thẳng nha, tay kéo tay nâng luôn. Giờ nhanh chậm thì dưới này nó có con ốc chỉnh nhanh chậm nè, con hồ chạy chậm thì mình dặn ốc lên, chạy nhanh mình dặn ốc xuống. Giờ đầu mình chỉnh chuông 30 phút thì nó gõ một cái, 60 phút mấy giờ nó gõ một cái, mình coi nó gõ trúng không mình chỉnh luôn. 5 tiếng, 5 tiếng rồi mình về mình chỉnh kim giờ về số 5. Kim giờ này quay tới quay lui được, nhưng kim phút mình phải quay theo chiều kim đồng hồ nha. Mình chỉnh kim giờ rồi mình nhớ đè đè vô lại, tại vì nó tuột ra ngoài. Để vừa vừa thôi, đè đừng có sát mặt này quá là nó bị đứng máy nó không chạy. Chuông thì tiếng kêu thanh hay không mà mình bẻ ra vô trên này, bẻ không phải để ý, nhiều khi nó đưa tay nó đụng nó không đánh chuông được, chỗ cái khớp chỗ này đụng sớm quá. Dạ, cảm ơn chị đã xem video.